Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ Nhã Phương bị từ chối, lý do khó ngờ. Vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương khoe ảnh hội ngộ bên những nghệ sĩ thân thiết. Trên trang cá nhân, Nhã Phương vừa khoe khoảnh khắc đặc biệt khi hội ngộ cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết như Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Hồng Ngọc, Bảo Anh, Dương Triệu Vũ, Khả Như. Trong buổi hàn huyên này, còn có Trường Giang góp mặt cùng mọi người. Đêm qua với yêu thương, Nhã Phương chia sẻ. Trong ảnh, các nghệ sĩ ăn mặc thoải mái, đơn giản và có buổi gặp gỡ thân mật. Lần này, vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc về Việt Nam nên hội bạn thân showbiz tranh thủ, tám chuyện. Thăm hỏi nhau. Đàm Vĩnh Hưng cũng có bài đăng về buổi gặp mặt với các đồng nghiệp thân thiết. Anh kể, khuya hôm qua tụi nhỏ này vẫn mè nheo kéo tôi ra gặp cho bằng được. Quay MV về tới nhà là 9 giờ tối, cho con ngủ xong lại đánh quần áo ra với bầy em thơ, Hồng Ngọc, Tâm Thomas, Trường Giang, Nhã Phương, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh, Khả Như. Câu chuyện hot nhất là tôi hướng dẫn đám em tôi tải app về và làm mẫu cho chúng xem thử nhan sắc chúng tôi lên cỡ nào. Riêng nhỏ Nhã Phương app từ chối nhận chỉnh sửa vì nó quá xinh rồi. Qua tấm ảnh do Đàm Vĩnh Hưng đăng tải, nhiều khán giả suýt xoa vì vẻ ngoài của Nhã Phương dù chụp bằng camera thường vẫn không thể dìm hàng được. Đặc biệt là làn da của mẹ bỉm hai con láng mịn, căng bóng không chút tì vết. Dù đã qua hai lần sinh nở nhưng bà xã Trường Giang vẫn khiến dân tình trầm trồ vì sắc vóc thon gọn, nhan sắc ngày càng mặn mà, đầy cuốn hút. Nhiều năm qua, vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Năm nghệ sĩ hài được nhiều khán giả biết đến, yêu thích qua vai diễn Mười Khó khi tham gia trong một live show của Đàm Vĩnh Hưng. Do đó, đôi bên thường có mặt trong những dịp đặc biệt của nhau. Ngày cưới của Trường Giang, Nhã Phương, ông Hoàng Nhạc Việt đã thu xếp thời gian để đến chung vui. Chúc phúc. Trong những lần Đàm Vĩnh Hưng tổ chức live show, vợ chồng Mười Khó có mặt để ủng hộ đàn anh.